Cúng giao thừa là một trong những nghi thức không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về của mỗi gia đình Việt. Gia đình nào cũng muốn chuẩn bị thật tốt và đầy đủ các lễ vật cúng trong đêm 30 Tết để tiễn năm cũ và chào đón năm mới. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa biết cách cúng giao thừa đúng để năm mới được an lành, may mắn và phát đạt, đặc biệt không phạm phải bất kỳ điều tối kỵ nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng kênh YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp tìm hiểu qua video dưới đây. 1. Cúng giao thừa lúc mấy giờ để cả năm đều bình an, may mắn, hưng vượng vào nhà? Theo tục lệ dân gian, lễ cúng giao thừa nên được tiến hành vào khoảng từ 23 giờ 10 phút đến 0 giờ 40 phút của ngày hôm sau. Quãng thời gian này bao gồm 1 giờ của năm trước và 1 giờ của năm sau. Các chuyên gia phong thủy cũng tin vào thời khắc này là thời khắc thiêng liêng khi đất trời giao hòa, âm dương gặp gỡ để vạn vật bừng lên sức sống mới. Mọi gia đình đều cố gắng sắp xếp chuẩn bị cẩn thận và long trọng từ trước để có mâm cúng đầy đủ và chỉn chu đúng thời gian tốt nhất. 2. Cúng giao thừa trong nhà hay ngoài trời trước? Theo phong tục Việt Nam truyền thống, lễ cúng giao thừa ngoài trời được tiến hành trước, sau đó mới đến lễ cúng giao thừa trong nhà. Bài cúng giao thừa ngoài sân là để tế lễ đoàn sứ phán quan, quan hành khiển, còn lễ trong nhà để dâng hương bàn thờ gia tiên, đón ông bà về vui vầy cùng con cháu. 3. Ai đọc văn khấn giao thừa là đúng nhất? Theo ông bà xưa, người khấn bài cúng đêm giao thừa phải là người chủ của gia đình, bởi đây là lễ cúng cầu mong hưng thịnh, sức khỏe cho tất cả thành viên trong gia đình. Ngoài ra, người đứng làm lễ phải tắm rửa sạch sẽ, kiêng làm chuyện vợ chồng trước 2 ngày, không ăn các món tứ linh, không ăn cá chép, thịt chó và thịt mèo để tránh phạm ngũ phương long mạch linh thần. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng chia sẻ trên đã giúp các bạn biết cách cúng lễ giao thừa sao cho đúng. Các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hữu ích về phong thủy, về văn hóa tâm linh xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, website đồthờđứchiep.com, fanpage Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, địa chỉ liên hệ số 10 đường Đình Hát, thôn Hàn, làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây chúng tôi có nhận tạo tác tượng Phật bằng các loại gỗ như gỗ mít, gỗ hương, gỗ sồi, gỗ vàng tâm. Chúng tôi có bán đồ phong thủy và nhận tư vấn thiết kế thi công điện thờ Tam Tứ Phủ, gian thờ Tư Gia, nhà thờ họ, đình, đền, chùa. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0879 555 111 0983 400 046. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video.